cho cái đời sinh nhật các anh chị có trên tay đó, cái bài này là cái bài viêm da dị ứng. Nhưng mà thật sự ra mà nói đó, thì cái viêm da dị ứng á là cái từ chung chung mình không biết, thì trên phân loại của ngoại da của tụi tôi đó thì là viêm da dị ứng nó còn có hai cái, đó là viêm da cơ địa dị ứng là chính là cái da thể loại này, và cái thứ hai là viêm da tiếp xúc dị ứng. Thì trong cái viêm da, trong cái da mà nói chung trên thay một phần viêm da dị ứng nói chung đó, thì cái viêm da mà cơ địa dị ứng là da thể loại này đó là nó chiếm hơn 90% trường hợp, còn lại một số rất là ít là cái viêm da tiếp xúc dị ứng, ví dụ như mình gai tay, những cái thủ thuật đi thì nói là bôi thuốc tê cái dị ứng, hoặc là dị ứng quá lại là tắt đẩy nữa trong cái lúc mà còn khoa trong thai kỳ thì vân vân, thì có dị ứng thì nó cũng không có đặc trưng gì hết. Thì do đó hôm nay tôi chỉ nói chủ yếu là các bài viêm da cơ địa, bây giờ viêm da cơ địa dị ứng là cái dạng này các bạn cần phải nhận. Thì đầu tiên hết là tôi để một cái bác sĩ cho thấy là muốn hay gặp ở chỗ cái đến khám da liễu mà ở đường thai phụ mà bị giảm thế này, thường thường là như thế này, bệnh nhân thường thường có thai đó rồi xong rồi bị phát ban ra một bao một lớp ngứa ngứa khắp mặt mở đầu khu trú một vài chỗ, sau đó nó lan ra nhiều nơi, xong rồi bệnh nhân giải ngứa, một số trường hợp để lâu quá giải những bên trên sạch sẽ nó có mũ nó có mũi nhiễm thay. Và thường thường đó bệnh nhân mà đến khám thì bệnh nhân mới bị ngứa thì người ta tự động người ta thoa thuốc, người ta làm này nọ cho xong, sau đó tới bác sĩ sản khoa, bác sĩ sản khoa đó, thì lúc đó đó là mới cho thuốc một vài loại thuốc gì đó là không bớt, và sau đó mới nặng hơn thì mới chuyển tới chuyên khoa. Thì thường thường chuyển tới chuyên khoa của tôi đó thì đa số là tình trạng như vậy. Thì bệnh nhân này bệnh nhân nữ thai đó là 30 tuần thì người ta tới mới lên tuổi 20 tới với tình trạng như thế này, quý vị sẽ thấy là nó bị nhiều lắm. Thường nhất là người ta bị cái tay cái chân tập sợ, nó bị cái bụng tập sợ, bụng sợ thì các bác để khá thì qua thì chị thấy đây là một cái hình ảnh rất là rõ ràng điển hình của một cái thương của một cái bệnh da, nó bị da tràn thể hại mà tới đây thì tôi gọi là da cho nó dễ thì cho cái ngắn hơn là cái chân tập đi qua. Thì thường thường các bác chị thấy trong đó này chẳng đó rất là dễ, tuần này một biết ngay là mình chạm nào, nhưng mà xử lý cái gì thì đó là sau mình sẽ tính để làm thế nào cho đúng chuẩn, để làm sao hết mọi cho các bạn tới tay không ảnh hưởng tới người mẹ ha, và sau này đã đi mừng sau khi xong thì còn tốt một chút. Thì đầu tiên thì tôi sẽ nhắc lại cái bệnh chạm cái tay bên người không ảnh tay trước là bệnh chạm thì cái chạm nếu mà phải tôi nói phân loại với các thì quý vị và các bạn viêm da cơ địa để chào các bạn bên kia bên trên. Từ đây đó từ để chào thì chào thành da mạng tính cay ngứa, với cái biểu hiện của nó đầu tiên hết đó là nó nổi lên nó hồng vàng, sau đó nó có một nước cộng nước đi dần rồi đóng lại lắp vẩy ra, rồi sau đó da nó tăng dòng sắc tố và lại bị cay hóa. Thì đây là một cái bệnh da thường gặp nhất, không phải riêng trong thai kỳ mà ở trong cái bệnh về da nói chung thì bệnh này nó chiếm khoảng là trong thai kỳ thì chiếm mất 50-70% trường hợp bệnh da trong thai kỳ nói chung, ở trong dân số đó thì chiếm khoảng 10-20% là bệnh này. Thì thường thường cái bệnh này đó thì là nó không có ảnh hưởng gì tới cơ địa, nó có không ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh nhân, nhưng mà nó có thể ảnh hưởng tới cái giấc ngủ, có thể ứa ngáy, nó làm ảnh hưởng tới cái công việc của bệnh nhân, ảnh hưởng tới chất lượng sống của bệnh nhân. Cho còn cái vấn đề mà gây tới mà ảnh hưởng sinh mạng thì hầu như chẳng có điều đó. Thường thường là cái bệnh này đó ở những cái nước đang phát triển đó thì nó chiếm tỷ lệ khoảng 10-15% ở thường thường khởi phát khoảng 60% ở trong cái những năm đầu của cuộc sống, và thường tỷ lệ nó khoảng là 50% xuất hiện khi trẻ hơn 2 tháng tuổi, nhưng mà ở tại Việt Nam này tôi thấy phù hợp với trẻ nó sạch ra khoảng 2-3 tuần là chúng ta bị chạm rồi đó. Và thường thường cái này là nó là viêm da cơ thì cái đó có thể gặp cho bệnh nhân chiếm khoảng 1/3 tới phần nửa cái bệnh nhân, và thường thường diễn tiến của bệnh chạm cái lại nó là diễn tiến trong đường cao nguyên mình sống thường
lên đứng đại số một tỷ một thời gian rồi trở lại chu kỳ mới. Do đó thì mình phải cập nhật cái này, và một cái điều quan trọng nhất là mình phải nói cho mình em biết là lệnh này không có bây giờ mình được gọi được, nếu có giảm lại sau đó thế nào cũng mắc lại. Nếu mà chính phủ tôi là các bạn con tồn tại thông thường để loại bỏ cái con tồn tại là bởi vì không được. Thì nhắc qua cái sinh vật học một chút xíu là bác chị thấy đó, là cái sinh vật học này đó thì thường đó là nó liên quan tới nhiều yếu tố, nó không phải là bệnh di truyền nhưng mà nó có thể thôi được nhận được và bệnh này có liên quan tới những ba yếu tố. Thứ nhất đó là liên quan tới môi trường đó, ví dụ như là bệnh nhân đó nó bị nhiễm trùng, bệnh nhân bị kích ứng da, bệnh nhân cao huyết áp nhiều quá, sau đó thì nó sẽ qua các bạn ảnh hưởng lên trên những cái tay cơ địa, đặc biệt là những cái dấu ấn di truyền bệnh thì chúng ta sẽ ảnh hưởng lên những cái tay và bàn tay giúp đỡ, và sau đó là tiến ra qua thông qua những cái thành bên kia, và từ đó nó gây ra những cái chứng ngứa và da, và khi bệnh nhân ngứa và da bệnh nhân giải thì cái bệnh trạng sẽ tràn sẽ nó nặng hơn sau đó đó thì bệnh nhân kích thích, bệnh nhân khó chịu, mất ngủ, giải nhiệt, sinh nở thành con. Thì thường thường nó chỉ rất là chạy như tôi nói, nó đang diễn ra ngứa cãi chạy quá ngứa, và thường thường nó mắc bệnh rất là nhiều. Thường thường nó chậm lớn ở người lớn á, chậm lớn rất là dễ, mà chị thấy đó là nó hồng qua hồng trước xong rồi đó nó nằm ở những cái vị trí vùng đẹp cấp đó. Người lớn thì thấy bệnh nào mà hồng qua hồng trước chạy nước ngứa nhiều ở những vùng đẹp cấp như là biểu tay nè, biểu chân này, mặt trước của chân đó, mặt lưng mu mặt tay hoặc là ở cổ là nó bị kèm theo với hồng quang chảy nước hoặc là ngứa nhiều đó, là bánh chị đủ để bánh chị nghĩ tới để gặp cái lại. Thì ngoài ra thì nó còn có những triệu chứng khác đi kèm theo thì bánh chị đừng có sợ, hãy đó chỉ là cái triệu chứng phụ ở trong cái bệnh này thôi. Ví dụ như nó khô cắp hoặc là cái lỗ chân lông nó dày lên, hoặc là ở trên mặt nó có những cơn chảy giống như lan men cho là giá giảm rất tốt, hoặc là da và bàn tay trên cái dày, thì đó là những triệu chứng tiêu phổ kèm theo cái dạng hiện tại. Thì mình không có cần phải quan tâm những triệu chứng khác thì những triệu chứng này sẽ thay đó. Và thường thường bác sĩ chẩn đoán như tôi nói nãy giờ các em nói lại là thứ nhất là ứa, thứ hai sang trên lông mặt nó là ứa phân bố sạc thương ở vùng nhấp gắt, và ngoài ra mình dựa vào cái bệnh sử là bị tái đi nó lại nhiều lần, và là dựa vào cái hiện sự gia đình nó có những cái bệnh người thân trong gia đình có những cái bệnh gì đó khác, và là bệnh già như vậy những khác là ở ngoài tay bị viêm mũi dị mặt mặt, và bác sĩ phải nhớ là muốn chặt đón chặt lúc nào nó phải có những tiêu chuẩn đặc biệt như thế này đó, là phải có hiện tượng có nước, có phải có hiện tượng có hồng mai còn nước có thể cấp thì chảy nước tiến triển phân cấp khô đóng mài hóa, và vị trí đặc hiệu ở người lớn đó là đặc hiệu của bệnh thứ hai là bệnh nhân cấp đó, là mấy người phải nhớ là những cái thương tổn mà ở nách và ở mẹ thường là cái hiếm gặp, mấy người phải nhớ thì mình rất là quan trọng, còn những tiêu chuẩn khác chỉ là giúp đỡ thôi đó. Tôi nhắc sơ về cái chẩn đoán chạm trên người lớn, bây giờ tôi qua cái phần chính bữa hôm nay của các chị là chạm trên say phụ. Thì chạm trên say phụ đó là cái việc lâm sàng của nó đó là y chang như là chàm của người lớn, không khác gì hết. Còn những cái phát ban và dạng cơ địa thì như trong thế này thì bác sĩ có thể coi ở trong cái phần này thì trong đã phần đại diện tôi gửi cho khách vậy. Thì ở trên tay bệnh trái phụ thì tỷ lệ bệnh chàm ở trên thế phụ khoảng 4%, đó là theo nghiên cứu mới nhất vào năm 2009 thì là chàm ở trong thai vậy là tỷ lệ 4%. Có tỷ lệ này có thể thay đổi theo nhiều nước thì tùy theo mỗi nước khác nhau, đã có thể có chuyện qua những tài liệu cũ có thể 10
hơn, sẽ nặng như thế nào. Nếu nặng hơn thì thường là ở trong 8 tháng nguyện thứ hai và thứ ba. Do đó nếu mà các chị thấy mà một người thai phụ quá chặt chàng 3 tháng đầu tiên mà nó phải ra nói chắc em hoài một bữa không bị nên thì chưa chắc nào mình có thể tăng lên thứ hai, tăng lên thứ ba rất là có thể là nó xuất hiện và nó nặng hơn. Nên thì mình chỉ phải lưu ý chuyện đó. Và các chị nhớ là khi mà chị thật tập chặt nói chàng thì phải rất là thận trọng, tại vì có nhiều cái vật da nó giống như là da cái bạn nhưng mà nó sẽ gây nặng này cho thai nhi, đó là bệnh da đặc hiệu do thai đó, thì cái đó là trong một cái phần khác. Do chị phải chặt phải nhớ lưu ý anh chị thận trọng trong cái chẩn đoán đó, và nếu chị điều trị thì phải nhớ là phải tuân thủ những cái điều này cho nó đúng để cách sử dụng thuốc đó, và cái chỉ định điều trị và những cái biện pháp tránh những yếu tố thuận lợi để chi để giảm thiểu tối đa nguy cơ. Đây là một số là nặng mà chạm trong thời gian cho bệnh nhân coi. Mới đầu là nhẹ đó thì bệnh nhân có bị chạm, anh chị thấy có hồng ban lớn chút xíu, lớn ở hai bên hiểu tay, ha, thì là cái vị trí lên tới trong lòng, nên chị thấy đấy ở một chút xíu đó là bệnh nhân lớn bị nhẹ. Sau đó bệnh nhân chào đã nhiều, nó có thể mình sẽ thấy là nó nặng hơn, do cáo là tầm lưng mẹ giúp là cái mùa hè này nó nóng được, bệnh nhân mới chào lại mới chị thấy còn vị trí ở đây còn có. Đó là nặng hơn nữa là bắt đầu cào bẫy nước chảy nóng mày thì hơn đó. Đó rồi các anh chị sẽ thấy là hãy ráng chỗ này chỗ kia tuy ít nhưng mà bắt đầu nó có mụn đó. Đó sau đó các anh chị sẽ thấy qua cái mụn mà khi qua mụn còn nhiều như thế này đó thì mình phải rất là lo lắng sợ cái thẩm định cái thai mình như thế nào nó đã có mụn rồi đó. Và các anh chị nó tiếp tục mà điều trị không đúng hoặc là bệnh nhân tự chịu đựng đó xả ra tới đó. Và đây là những cái mà nóng mặt nhiễm trùng hơn một cái thai đó, những cái nhà tương đối này và nặng hơn nữa như thế này đó. Mình sẽ thấy có nhiều tình huống để cho mình nhìn thấy từ nhà cho tới nặng như thế này đó. Thì thường thường những cái này thì nó thay đổi những dịch trong thai thôi, để trong cái thai thì thường thường người ta thấy là cái miễn dịch tràn nó liên quan tới những dịch liên quan tới lại phòng bằng tay nha. Thì bây giờ người ta thấy là nó thay đổi một cái miễn dịch để cho nó chống thải bỏ cái thai nhi đó, thì nó sẽ là ảnh hưởng lên cái thai ra trên bệnh dạng rồi. Và những cái bệnh thân miệng này nó sẽ bị thời gian nó ngắn quá và nó không xin phép bước vào này. Và thường thường mấy quá trình mà đánh giá mức độ nặng á thì bệnh viện chỉ có đánh giá có nhiều tham miệng, nhưng mà bệnh viện chỉ cần nhớ như thế này: đánh giá mức độ nặng thì bệnh viện dựa theo thứ nhất là cái diện tích da. Nếu diện tích da mà càng rộng lớn thì cái chuyện tiêm được nó xấu hơn. Thứ thứ hai các chị coi có mọc nhiều và có mụn nhiều thêm không. Nếu mà nó mụn nhiều thêm đó thì là những cái yếu tố quan trọng nặng hơn. Và ngoài ra các chị coi nó có ảnh hưởng được tới cái chất lượng cuộc sống không, nó có ngứa nhiều không, có ảnh hưởng tới giấc ngủ không, có ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày không. Từ đó các chị nó có cái hướng quyết định như thế nào đó. Thì đây là một cái tiên lượng, cũng là một cái của tờ báo khác, nó tiên lượng đăng năm 2019 đó. Thì cái này là nghiên cứu là năm mà ta nghiên cứu đó, các chị sẽ thấy đó là bệnh chứng với tỷ lệ mass bằng 1/10 thì người ta thấy là có 10.668 bệnh nhân từ năm 1997 đến năm 2014 thì mang thai có chạm thể tại đó. Và sau đó chúng ta so sánh với lại là 10 cá nhân như là khoảng 100 là mấy ngàn người tại sanh ra của sanh thai bình thường mà không có sử dụng thì mà không có bệnh chào thể tại. Và người ta coi những người bệnh chào thể tại này thì người ta điều trị đó, thì thường người ta điều trị cái cột tinh huyết đó và người ta chiếu theo và lắc của sản phẩm của bệnh đó. Và sau đó người ta coi những cái bệnh như thế này người ta sanh ra đó thì tiên lượng của cái đứa con như thế nào, tiên lượng của sanh như thế nào, thì người ta thấy đó chỉ có thứ nhất đó là nó có liên quan tới máy thông đường, cái thứ hai đó nó có ô sớm và nó sẽ có tình trạng gì cái staphylococcus nhiễm trùng huyết đó ở trẻ sơ sinh. Thì chỉ có ba cái đó thì nó có liên quan tới cái cuộc sống thôi, còn ngoài ra những cái chỉ số khác như mình lo lắng như là tiền sản giật khác sanh non và vân vân nhiều thứ mình suy nghĩ trong mình thì hầu như không
không có liên quan gì hết trong cái hệ thống này. Và thế cái này đó thì mình rất là tin tưởng, tại vì cái nghiên cứu này đó người ta nghiên cứu từ 1997 tới 2014 và bây giờ người ta thông báo là ngày 19 là cái mới nhất, cái mới nhìn thấy cái bất ổn như thế nào để mà chị yên tâm. Và cái điều trị đó là mình sẽ cố gắng làm sao điều trị cho đúng, không có cần phải điều trị dân, không cần phải lo lắng lắm. Và nếu mà mục đích điều trị của bác chị trong cái trạm tiếp tạng thì thế nào, bác chị xem mình điều trị như thế nào mà tôi nói là nhiệt chế của trạm đó là nó lên nó đứng xuống, nó lấy lên đứng xuống, nó bác chị điều trị làm thế nào mà cái cơ bùng lên, bác chị kiểm soát xuống rất là nhanh và kéo dài lâu thì lâu, cái thời gian chẩn đoán là tiêu thụ. Đó là cái mục đích chính của cái điều trị trạm. Mà ở trong cái điều trị mà trạm trên thai phụ nó còn thêm cái là hạn chế thấp nhất cái nguy cơ cho mẹ và thai, nghĩa là bác chỉ phải sử dụng thuốc trong thai kỳ cho nó tiêm và chính xác, và bác chỉ nhớ uống thành công trong